chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng của các ông Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Thể. Ngày 25 tháng 11, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương đã họp xem xét cho ý kiến về một số nội dung. Về tổng kết thực hiện nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết 18, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cơ bản thống nhất nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiến độ tổng kết nghị quyết 18 và một số nội dung gợi ý, định hướng để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nghiên cứu đề xuất sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giao Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết 18, quyết định sắp xếp theo thẩm quyền đối với những cơ quan tổ chức đã có phương án sắp xếp chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết, đề xuất nhiệm vụ giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thông qua. Về chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước. Giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng đề án phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian tới. Trước mắt, tiếp tục nghiên cứu dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Về công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm các ông Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại các đảng bộ tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật các ông Phạm Văn Vọng, Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Xem xét cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 các ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Bùi Văn Cường, Nguyễn Văn Thể đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của hai ông, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để các ông Bùi Văn Cường, Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Lý do ông Bùi Văn Cường bị Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Ngày 15 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.
thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 13, dự án đường ven sông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Công ty Thuận An thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Xuân Ký trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 3, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột do Công ty Thuận An thực hiện và một số dự án điện mặt trời. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Xuân Ký, Bùi Văn Cường. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, theo thông cáo báo chí số 5, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, ngày 25 tháng 10, từ 11 giờ, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Buổi chiều, Quốc hội họp riêng tiếp tục công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết số 157 ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Vi phạm của ông Bùi Văn Cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 3, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột do Công ty Thuận An thực hiện và một số dự án điện mặt trời. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước,
gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.